chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang để được tư vấn làm rõ các vấn đề liên quan đến căn bệnh động kinh. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã dành thời gian tham gia chương trình ạ. Xin chào Tuyết Anh và xin chào tất cả các bạn xem đài. Thưa bác sĩ, thật ra thì động kinh cũng không phải là một khái niệm gì xa lạ lắm, nhưng mà chắc là với chương trình này thì sẽ nhờ bác sĩ định hình và định nghĩa lại một cách rất là cụ thể và rõ ràng về nó. Động kinh là gì? Đó là một cái sự xung những cái tế bào, một cái nhóm tế bào ở trong não nó phát ra những cái xung động bất thường và nó gây ra cho những cái người bệnh có những cái biểu hiện bất thường. Ví dụ như là bệnh nhân đang đứng, đang sinh hoạt bình thường như vậy, đột nhiên là đứng lại một chỗ và lúc đó là có những cái cơn mất ý thức. Mất ý thức xảy ra trong vòng vài giây hoặc là vài phút. Hoặc là đôi khi người bệnh sững sờ trong vòng một thời gian ngắn. Rồi có những cái biểu hiện như là co giật và co cứng giống như là Tuyết Anh vừa mới đề cập. Như vậy thì những gì mà Tuyết Anh chia sẻ lúc nãy chỉ là một phần của biểu hiện đối với động kinh mà thôi. Đúng rồi, động kinh nó có thể biểu hiện ra bên ngoài bằng cách là những cái cơn co giật, những cái cơn co cứng. Hoặc là chỉ có những cái biểu hiện như là cơn vắng ý thức. Bệnh nhân đang ngồi, đang viết, đang học mà đột nhiên là thoáng qua một lúc bệnh nhân không có một cái nhận thức gì về môi trường xung quanh nữa. Thì đó cũng là những cái biểu hiện của động kinh. Hoặc là đôi khi một cái vùng da hoặc là một vùng nào đó trên cơ thể của bệnh nhân nó có những cái cảm giác bất thường như là đau, như là tê. Thì đôi khi đó cũng là một cái biểu hiện của động kinh. Cho nên là khi mà chúng ta khám một cái bệnh nhân có những cái biểu hiện bất thường về vận động, về cảm giác, sau khi đã tìm hết tất cả các nguyên nhân khác gây ra những cái đau cho bệnh nhân, những cái bất thường về cảm giác cho bệnh nhân rồi mà vẫn không tìm được những cái nguyên nhân, thì đôi khi đó chính là biểu hiện một cái dạng động kinh của bệnh nhân, đó là cái động kinh cảm giác. Vậy thì nhân cơ hội này thì tôi anh phải hỏi tiếp về cái mức độ nguy hiểm và những cái biến chứng, những cái hậu quả mà động kinh có thể để lại. Trước khi mà chúng ta nói cái mức độ nguy hiểm hay là biến chứng thì chúng ta phải biết được là vì sao có những cái động kinh như vậy. Thì động kinh đó là một cái hậu quả của cái bất thường trong não. Cái bất thường trong não này có thể do khi mà chúng ta sinh ra, chúng ta có những cái sang chấn ở trên não. Khi mà đứa bé sinh ra nó bị sang chấn. Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình lúc còn nhỏ bé nó bị sốt, có thể gây ra co giật, gây động kinh. Và khi mà lớn lên có những cái nguyên nhân ảnh hưởng đến não như là chấn thương sọ não, ví dụ như là viêm não, ví dụ như là tai biến mạch máu não, nhồi máu não, xuất huyết não. Hoặc là có những cái bệnh lý về nội khoa như là suy thận mãn hoặc là các cái bệnh lý về nội tiết đều có thể gây ra cái hậu quả là những cái cơn động kinh. Vì thế chúng ta phải điều trị là điều trị những cái bệnh nền trước rồi chúng ta mới điều trị cái triệu chứng là cái những cái cơn động kinh. Vì thế cái bản thân của cái cơn động kinh chỉ là cái biểu hiện của những cái bệnh khác mà thôi. Cho nên là cái vấn đề mà bệnh nhân động kinh có nguy hiểm, có những cái biến chứng gì hay không, có nghiêm trọng hay không thì tùy thuộc vào cái căn nguyên gây ra động kinh. Chứ không phải là người bệnh động kinh tất cả đều là có những cái tiên lượng như nhau. Dạ, chúng ta không nên xem động kinh là một căn bệnh mà nó là triệu chứng của những căn bệnh. Nó là một cái biểu hiện của một cái bệnh nền khác hoặc đôi khi đó là một cái biểu hiện của bệnh động kinh thực sự. Bởi vì trong các cái nguyên nhân, trong các cái căn nguyên của động kinh thì người ta thấy rằng 50% các cái trường hợp động kinh là không tìm thấy bất kỳ một cái căn nguyên nào. Và người ta cho rằng đây là những cái trường hợp mà động kinh mà có căn nguyên ẩn. Dạ, Tuyết Oanh còn biết một cái thông tin nữa và cũng từng nhìn thấy rồi. Đó là trong một cái cơn động kinh thì khả năng người ta còn có thể cắn vào lưỡi của mình trong cơn co giật nữa. Đúng rồi, đó là những cái chấn thương. Nó ngoài cái chấn thương về vùng da, tay, cơ, xương khớp chẳng hạn thì nó có thể cắn lưỡi. Dạ. Hoặc là đôi khi là bệnh nhân té từ độ cao rớt xuống thì rất là nguy hiểm. Đối với vấn đề điều trị thì động kinh có phải là một căn bệnh có khả năng điều trị hay không? Và nếu có thì chúng ta sẽ điều trị bằng cách nào? Động kinh chúng ta hoàn toàn có thể điều trị được. Đầu tiên là chúng ta phải xác định được cái căn nguyên gây ra động kinh đó. Nếu như cái động kinh đó là cái động kinh triệu chứng. Một cái bệnh ví dụ như là những cái biểu hiện về rối loạn về điện giải, những cái tình trạng rối loạn về chức năng thận, tăng đường huyết, nó đều có thể gây ra những cái cơn co giật động kinh như vậy. Thì chúng ta phải điều trị những cái bệnh lý đó.
Bệnh nhân bị u não thì chúng ta phải điều trị cái u não. Dạ. Bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị viêm não thì chúng ta phải điều trị những cái bệnh lý gốc đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ điều trị cái bệnh động kinh. Thì để mà chẩn đoán một cái bệnh động kinh cần phải điều trị thì người bệnh ít nhất là phải có hai cái cơn động kinh trở lên. Hoặc là bệnh nhân có một cái cơn động kinh và có một cái căn nguyên rõ ràng cụ thể gây ra cái động kinh đó thì chúng ta sẽ bắt đầu điều trị cho bệnh nhân bằng các cái phương pháp. Ví dụ như là dùng thuốc. Nếu mà dùng thuốc bệnh nhân có đáp ứng rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục dùng thuốc cho bệnh nhân. Nếu như dùng thuốc mà vẫn chưa có đạt được cái kết quả mong ước thì chúng ta có những cái biện pháp khác như là phẫu thuật. Dạ. Thưa bác sĩ, Tuấn Anh tin rằng lúc này quý vị khán giả sẽ quan tâm tới một cái điều rất đặc biệt đối với chủ đề động kinh. Đó là khi mà cơn động kinh xảy ra ở những người thân xung quanh hoặc là vô tình mình chứng kiến thì cấp cứu là cái điều cần thiết nhất. Thì chúng ta cần phải làm gì để an toàn cho người bệnh và đảm bảo an toàn cho những người xung quanh? Thì khi mà chúng ta thấy một cái người bệnh động kinh lên cái cơn động kinh thì chúng ta sẽ cho người bệnh nằm vào một cái nơi an toàn. Ví dụ như một người bệnh đang ở ngoài đường chẳng hạn thì chúng ta phải cho bệnh nhân vào lề đường. Dạ. Thứ hai nữa là chúng ta cởi bỏ những cái nút áo mà nó có thể làm hạn chế cái đường thở của người bệnh. Chúng ta cho người bệnh nằm yên một chỗ, nằm nghiêng qua một bên, tránh đặt chăn hay là cho những cái vật gì đó vô trong miệng của người bệnh. Bởi vì những cái cơn động kinh khi mà xảy ra như vậy người ta không có nhận thức được và vô tình những cái chất cho vào trong miệng của người bệnh như vậy nó sẽ bị nuốt hoặc là đi vào trong phổi thì gây ra cái tình trạng là viêm phổi cho người bệnh rất là nguy hiểm. Rồi sau khi mà bệnh nhân hết dịch rồi thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân vào bệnh viện để mà cấp cứu, hoặc là chúng ta sẽ cho bệnh nhân đến một cái cơ sở y tế nào đó gần nhất để mà xử lý những cái vấn đề mà liên quan tới cái cơn động kinh. Ví dụ như là trầy xước da hoặc là xảy ra mà có chấn thương này kia thì bệnh nhân sẽ được vào cái cơ sở y tế để mà điều trị những cái tình trạng đó. Dạ. Tuấn Anh chân thành cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ đối với chủ đề của chương trình hôm nay. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình Bác sĩ của bạn cũng đã kết thúc. Tuấn Anh chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin được chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng mai.